Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử diễn viên hài Trung Duồi. Diễn viên hài Trung Duồi sinh ngày 4 tháng 4 năm 1993 tại thành phố Hà Nội. Trung Duồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, chàng trai sống lạ nhưng nhiều tài lẻ của kem xôi. Nickname Trung Duồi là tự đặt cho mình do bạn ấy tự nhiên như ruồi, gặp chuyện gì cũng không ngại ngùng. Trung Duồi tốt nghiệp khoa kịch hát dân tộc chuyên ngành diễn viên chèo của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nhắc về ngoại hình của mình, bản thân Trung Duồi chịu nhiều nỗi buồn vì ngoại hình không mấy điển trai của mình. Anh từng bị bạn gái bỏ vì chê quá xấu. Không những vậy, Trung Duồi thường xuyên bị loại chỉ vì khuôn mặt không mấy điển trai của mình. Khoảng một năm trước, anh đi casting ở đâu cũng bị mời ra, ngay cả làm diễn viên quần chúng cũng không ai muốn mời. Dằn vặt, mất niềm tin, Trung Duồi chuyển sang đi xin múa lân, hát tuồng trong nhà hát. Bên cạnh đó, anh đi casting kể chuyện cười và được nhận vì có khả năng nói năm giọng khác nhau. Từ đó, khán giả biết đến Trung Duồi nhiều hơn nhưng chỉ qua giọng nói chứ không hề biết mặt. Trước đây, Trung Duồi tham gia làm cộng tác viên đọc lời bình luận cho trung tâm Medium và có quen biết với Thành Long, chủ nhiệm dự án kem xôi. Nhận thấy Trung Duồi có khả năng diễn xuất nên anh Thành Long đã mời Trung Duồi tham gia vào ekip. Trung Duồi gây được ấn tượng với cư dân mạng bởi những lối diễn xuất hài hước đa dạng, khi là tên trộm ngốc nghếch, khi là ông cụ đa tình, có khi lại là anh công nhân chất phác. Khi nhắc đến Trung Duồi, khán giả yêu mến anh nghĩ đến ngay câu nói cửa miệng của anh: đồ nhà quê. Ngoài kem xôi, Trung Duồi còn góp mặt trong nhiều tiểu phẩm hài trên truyền hình, tham gia cộng tác tại đoàn chèo và thường xuyên đi diễn các tỉnh. Mục tiêu của Trung Duồi là trở thành danh hài được nhiều khán giả yêu mến, đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với giới trẻ. Cặp đôi Trung Duồi và Minh Tít đã chiếm được tình cảm của khán giả qua nhiều tiểu phẩm hài vui nhộn như trên kênh YouTube Kem Xôi. Sự đối lập về ngoại hình của Minh Tít đẹp trai và Trung Duồi xấu lạ tạo sự hứng thú cho khán giả. Trung Duồi và Minh Tít đã xây dựng hình tượng một nhân vật ngu theo kiểu khôn, còn một nhân vật khôn theo kiểu ngu. Đặc biệt, Trung Duồi nhận được lời mời tham gia chương trình Táo Quân năm 2017. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa. Trung Duồi được tham gia diễn xuất bên các diễn viên gạo cội như Quốc Khánh vai Ngọc Hoàng, Xuân Bắc vai Nam Tào, Công Lý vai Bắc Đẩu, Tự Long trong vai Táo Quân. Hiện tại anh đang là một trong những nghệ sĩ hài đang được đón nhận nhất hiện nay. Trung Duồi thường xuyên tham gia các chương trình hài đi diễn ở các tỉnh nhận quảng cáo nên thu nhập của anh khá ổn định. Anh đã có nhà và tự sắm cho mình một chiếc xe hơi. Bạn gái của anh là nữ diễn viên múa tên là Ngọc Hà. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thân hình cao ráo. Chia sẻ về bạn gái mình, Trung Duồi nói: người yêu tôi hiện tại rất cá tính và thẳng thắn. Cô ấy nhiều lần cãi nhau với tôi thì đều bày tỏ quan điểm và tôi thích cái thẳng thắn đó. Thêm nữa, cô ấy là người đối xử rất ổn với mẹ tôi. Cô ấy cũng chưa bao giờ phàn nàn về giờ giấc, về công việc của tôi, luôn ủng hộ tôi trong công việc. Thông qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã biết về Trung Duồi là ai, cũng như tiểu sử sự nghiệp của anh. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy chia sẻ cùng 24 giờ nóng hổi ngay nhé. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.